xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài duyên nợ của bạn như thế nào. Vì đây là video các bạn sẽ xem chọn một viên đá, và các bạn sẽ chọn một viên đá phù hợp với cái năng lượng của mình. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1, các bạn chọn viên đá phù hợp với mình nhé. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của bản thân. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ đá màu xanh, chính là tụ 1. Và trong trải bài của các bạn có những cái lá sau đây. Đầu tiên các bạn có lá The Death, thần chết. Kế tiếp nữa là các bạn có lá Queens of Swords, nữ hoàng kiếm. Có một cái cảm nhận lá bài thứ 3 sẽ là một lá bài không tốt. Theo cảm nhận của riêng mình, đúng y chang luôn. Đó là lá bài Devil, quỷ dữ. Sau đây mình xin giải trái bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên sẽ thể hiện cho là bạn đang ở đâu trong cái hành trình duyên nợ, tìm tình yêu của chính mình. Khi mà lá bài The Death này xuất hiện, nó chứng tỏ các bạn đang trong một cái giai đoạn của quá trình thay đổi cuộc đời của các bạn. Để bắt đầu chúng ta sẽ phát triển và tiến hóa hơn. Bởi vì trong nhiều giai đoạn cuộc sống, chúng ta sẽ có cái mở đầu và kết thúc. Hiện tại là bạn đang ở vào cái kết thúc của cái chu kỳ đó. Ví dụ như bạn đang ở tuổi trẻ thì sẽ kết thúc mở đường cho sự trưởng thành. Ví dụ như công việc của bạn không tốt thì sẽ mở đường cho bạn một cái nghề nghiệp tốt hơn. Những mối quan hệ cũ mà gây đau khổ kết thúc á, sẽ cho bạn những cái trải nghiệm mới và những cái mối quan hệ tốt hơn. Đây không phải lá bài được chào đón, nhưng mà các bạn nên đón nhận với một tâm thế cởi mở nhất để cho cơ hội mới được mở ra cho các bạn. Bởi vì cơ hội để thay đổi đã đến rồi, nhưng mà lá bài cũng biểu thị cho nỗi sợ hãi phải thay đổi của chính bạn. Nếu như bạn thấy được cái một sự cần thiết mình phải cứng nhắc cho phép mình thay đổi thì mới trỗi dậy được. Nhưng mà cái gì đó sợ hãi vì cái sự việc bạn không dám dấn thân vào những cái mới khi mà những cơ hội mới được tạo ra, thì lúc đó bạn sẽ mãi mãi chìm trong cái tổn thương đau khổ mà thôi. Ở một số bạn, các bạn gặp rất là nhiều cái vấn đề về tình cảm, các bạn cứ thất bại, bị vòng lặp hoài luôn. Cứ đổi qua người này cũng vậy, đến người khác cũng vậy luôn. Nhưng bạn phải cần có sự tin tưởng vào bản thân của mình, thì bạn mới có vượt qua cái sự thất bại về tình yêu này để thay đổi cái tình trạng tình cảm hiện tại của các bạn. Bạn cần sẵn sàng cho sự thay đổi và dứt khoát với những cái cũ, những cái làm tổn thương của bạn, chấp nhận những điều tổn thương để thực hiện sự thay đổi của chính mình. Và bạn sẽ nhận ra được vấn đề của sự việc, được bản chất của nó. Khi bạn thấy được cái sự sáng suốt, bạn hướng về tương lai, bạn cần thay đổi cách mà các bạn nhìn con người, tin tưởng vào họ và biết cách làm sao yêu cho đúng nhất để tìm được một cái người bạn đời sau này cho các bạn. Năng lượng các bạn là năng lượng đang sợ hãi, không dám thay đổi và tiến tới những cái mới nhất. Lá bài kế tiếp sẽ là nói những cái điều khao khát của bạn có được trong tình cảm để duyên nợ khi nào mới đến với các bạn. Thì các bạn có lá bài Queen of Swords. Khi mà lá hoàng nữ hoàng kiếm này xuất hiện thì chứng tỏ là bạn hình như cũng không có mong muốn tình yêu đâu. Bạn mong muốn là qua những cái trải nghiệm đau buồn của các bạn, bạn sẽ học được cái bài học gì để bạn được sự thông thái. Bởi vì trải qua đau đớn quá nhiều rồi, đối mặt với tất cả mọi chuyện với lòng dũng cảm, bạn hy vọng là mình chấp nhận và mình thấy được cái sự minh triết trong cuộc sống của mình. Bạn muốn có trí tuệ để giải thoát mình ra khỏi những hỗn loạn, nghi ngại, sợ hãi và tổn thương. Mặc dù bạn đang rất là nhìn cái tình cảm là không có thật, bạn thấy là sợ tình cảm đến với các bạn, sợ yêu lắm. Các bạn đang có một cái năng lượng này và bạn cũng khao khát là mình không yêu luôn. Và bạn may một cái năng lượng là cái năng lượng bạn muốn truyền lại cảm hứng cho người khác. Bởi vì bạn muốn đem những cái đau khổ của mình đi diễn thuyết trước đám đông, hoặc là đưa ra những cái kỹ năng để giúp cho người khác được phát triển. Bởi bạn hiểu được là bạn phải nên truyền cảm hứng và thay đổi cái hiểu biết của người khác để giúp họ không có bị tổn thương như bạn khi xưa. Tuy nhiên nếu như các bạn đang cái thực hiện cái hành trình này á, thì các bạn cũng phải
suy nghĩ đến cái vấn đề là nhiều khi cái lời nói của bạn sẽ gây tổn thương cho người khác mà bạn không biết. Nó có thể gây ra một cái gì đó rất là nhiều. Bởi vì có thể điều các bạn nói không có bao giờ là sai trái, nhưng sự thật có thể còn đau đớn hơn là những lời nói dối. Bởi vì bạn nên tập trung vào cái sự đồng cảm nhiều hơn thay vì chỉ tập trung truyền đạt cái sự thật. Một cái truyền đạt sự thật một cách khéo léo vẫn tốt hơn một cái sự thật đâm đau nhói lòng người nha các bạn. Và năng lượng các bạn đang đề cập đến là cái trạng thái quá bụa, nỗi buồn của một người mà không muốn có tình yêu. Trạng thái tinh thần này không có tốt các bạn, có thể là do những tổn thương từ quá khứ ảnh hưởng đến bạn. Dù sao bạn có cô đơn hay khó để kiếm người yêu thì bạn nên chủ động hơn trong những cái mối quan hệ mà họ thực sự chân thành, bớt đi những cái nghi kỵ, đón nhận thêm những cái năng lượng thực sự tích cực. Nó sẽ cải thiện cho khả năng của bạn hướng tới một cái tình yêu lâu dài hơn. Và lá bài cũng khuyên các bạn là hơn nên tập trung cái kỹ năng giao tiếp của mình, biết sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng hoặc là biết lắng nghe để thấu hiểu bao dung người khác hơn, thì bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất nha các bạn. Các bạn sống mà không cần tình yêu là không có được, bởi vì đôi lúc bạn sẽ cảm thấy tủi thân hơn rất là nhiều. Nếu bạn phải lòng ai đó thì bạn cũng không dám bộc lộ cảm xúc luôn, bạn sợ khổ, sợ tổn thương lần nữa. Cái sự tự tôn của bạn sẽ trở ngại lớn trong cái mối quan hệ của các bạn. Điều đó sẽ khiến cho mọi thứ dần dần sẽ trôi đi và bạn sẽ bỏ lỡ tình cảm của các bạn. Bạn sẽ chẳng còn gì khác ngoài cái sự độc thân hết trơn á. Bởi tất cả mọi việc bạn giải quyết mọi việc mà không có chia sẻ cảm xúc mình ra ngoài, có dấu hiệu là các bạn bị sự tổn thương trong quá khứ tạo nên tính cách hiện tại của các bạn. Tình yêu là cái điều xa xỉ đối với bạn, và bạn tin rằng hành động theo lý trí, theo cái công danh sự nghiệp sẽ đúng hơn so với và tập trung vào tình cảm. Đây là cái trở ngại lớn nhất trong tình yêu nếu như bạn muốn có duyên nợ đến với mình. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài làm thế nào bạn đạt được có duyên nợ đến với bạn sớm nhất, thì các bạn xuất hiện cái lá bài The Devil, ác quỷ. Đây là một cái biểu hiện cho cái nhìn thực dụng và hạn hẹp về cuộc sống hiện có của các bạn. Nó thể hiện một cái hình thái đau khổ và chán nản rất nhiều luôn. Đặc biệt là cảm giác bạn bị ràng buộc và cầm tù với những cái ảo ảnh là cho rằng không có gì thể thay đổi được hết. Bởi vì cái tổn thương, bạn nghĩ là mình sẽ gặp tổn thương hoài luôn. Bạn nghĩ là cái vòng lặp trong cuộc sống, bạn đến với người đó sẽ bỏ bạn và người bạn sẽ đau khổ. Cứ nhiều lần như vậy rồi, bạn bị nô lệ với chính cảm xúc của mình. Bạn làm theo cách miệng, bởi vì tất cả những cái hình ảnh bạn đưa vào tâm trí của mình là cái hình ảnh về tình yêu thất bại. Khi bạn xây dựng những cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh một người đó tồi tệ gây tổn thương cho các bạn, chứ các bạn không hề xây dựng một hình ảnh là người đó mang hạnh phúc, người đó hiểu biết, người đó biết chia sẻ và thấu hiểu các bạn. Khi mà các bạn thay đổi được cái hình ảnh trong tâm thức và tiềm thức của các bạn thì chính lúc đó cuộc sống của bạn mới thay đổi. Còn một khi là các bạn còn bị kiểm soát về cái nỗi ám ảnh đó thì tất nhiên những gì sẽ bị lôi kéo là tức là những người là không đạo đức nè, những người gây tổn thương nè, những người đem cho bạn những mối quan hệ toxic nè, những người mang đến bạn sự lợi dụng nè, sẽ đến với cuộc sống của bạn và họ sẽ tận hưởng trên chính cơ thể, tâm hồn và tính cách của bạn rất là nhiều. Tận hưởng đến mức là nó vô độ luôn, ăn sâu với bạn, tâm khảm với bạn nặng nề luôn á. Và lá bài này mình thấy một cái trải bài nó rất là buồn luôn các bạn. Do đó nếu bạn muốn tìm cái sự thay đổi giải quyết vấn đề của mình thì cái này bạn nên tìm đến một cái người nào đó mà họ phát triển về con đường tâm linh để có thể dễ dàng hơn trước những khó khăn. Đôi khi những sự mù quáng khiến bạn xa lầy một cách rất là tệ hại. Bạn cần tìm một dựa đáng tin cậy về tâm linh. Ví dụ như bạn đạo Phật thì tìm đến Phật hay những cái thiền định. Nếu mà đạo Thiên Chúa thì các bạn hãy đọc kinh cầu nguyện. Thì những cái thứ này nó sẽ giúp kéo bạn ra khỏi cái vũng lầy của chính bạn tạo ra. Bởi vì cái lá bài này nó đại diện cho sự cám dỗ về dục vọng rất là nhiều về tình dục của các bạn. Khi mà các bạn dẹp qua được cái vấn đề tình dục, xem nó là cái thăng hoa của tình yêu, bắt buộc là cái điều quan trọng nhất, thì khiến cho cái tình yêu trở nên rất là phàm tục và trần trụi. Nếu như bạn
cứ chăm chăm vào cái sự thỏa mãn thể xác, đam mê cái đó, thì những cái gì bạn hiến tới cuộc sống của mình nó không có được như vậy. Tất cả những cái chinh phục và những cái chiến tích nó sẽ gây cho bạn là toàn là những người muốn lợi dụng thân xác của bạn mà thôi. Bạn sẽ sớm hối hận về những quyết định của mình. Và duyên nợ chỉ đến khi nào mà các bạn xác định được ra trong tất cả những người bạn quen, bạn không có lệ thuộc vào cảm xúc của họ. Mình không có sống với cảm xúc của người khác các bạn. Khi bạn biết phát triển bản thân của mình, làm cho mình đủ đẹp, đủ giỏi, bạn biết khuyến khích động viên để có sự thoải mái cho chính những người ở bên cạnh bạn, thì tự nhiên là bạn sẽ nâng giá trị mình lên. Chứ mình không cần phải sống theo cảm xúc của người khác. Bạn để quên cái lý trí qua một bên luôn, tình nguyện ở trong mối quan hệ độc hại, cho dù bạn biết cái vấn đề đó nó rất là độc hại các bạn luôn, mà các bạn cũng không cam tâm từ bỏ. Và thông điệp cuối cùng là bất cứ cái điều gì xảy ra trong cuộc sống của các bạn, thì hãy lắng nghe được tiếng nói tối thượng ở bên trong của mình. Chỉ khi bạn sống như mình đang là người hạnh phúc nhất, không lệ thuộc vào ràng buộc vô căn cứ và bất cứ người nào khác, những cảm xúc không cần có, thì mới chính là cái mục đích thực sự của cuộc sống của các bạn. Tiếp tới là thông điệp của Osho gửi với các bạn là gì? Đó chính là Adventure Feel Loom. Các bạn nhìn cái hình ảnh của đứa bé đang lạc vào cái nơi gì đó. Nếu như bạn bước vào một cái gì mới mẻ trong cuộc sống này và bạn được biết đến với tinh thần tin tưởng của một đứa trẻ ngây thơ, cởi mở và mong manh, thậm chí những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến thành cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của chính đứa bé này. Điều này ám chỉ rằng bởi vì bạn sẽ có những cái chuyến đi phiêu lưu, nhiều khả năng bạn sẽ lầm lạc và không bao giờ tìm được đích đến. Nhưng có một điều chắc chắn là chính cái cuộc tìm kiếm đó sẽ giúp cho các bạn trưởng thành hơn. Đương nhiên cái chuyến đi này thì các bạn sẽ có thể bị lầm lạc nè, không bao giờ đích đến nè. Nhưng mà chắc chắn rằng nếu bạn không bước vào cái cuộc tìm kiếm này thì bạn sẽ không bao giờ trưởng thành hết trơn á. Sự nguy hiểm sẽ có, sự hy sinh sẽ có. Nhưng mà khi mà các bạn biết dấn thân như vậy á, giúp cho các bạn trưởng thành. Bất an là cách duy nhất để trưởng thành. Đối mặt với nguy hiểm là cách duy nhất để các bạn trưởng thành. Chấp nhận cái thử thách là cách duy nhất để các bạn để trưởng thành mà thôi. Do đó các bạn hãy dấn thân nhiều hơn, hãy cởi mở cho mình tiến vào những cái thế giới khác để các bạn trưởng thành một cách hoàn hảo nhất. Một trải bài thực sự là buồn ha. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem cái trải bài này. Xin kết nối với năng lượng của các bạn đã chọn tù 2. Và trong trải bài các bạn sẽ có lá bài như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ có lá bài Queen of Wands, nữ hoàng gậy. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài Ace of Swords, một kiếm. Và lá bài cuối cùng đó chính là lá bài King of Cups, vua ly. Và lá bài đầu tiên sẽ là lá bài nói về cái năng lượng các bạn đang ở đâu trong cái hiện tại, để các bạn biết được tình cảm của mình là như thế nào, thì các bạn có lá bài nữ hoàng gậy ngược. Khi mà lá bài này xuất hiện chứng tỏ rằng các bạn đang cảm thấy bi quan hoặc là thất thường, bị quá tải trong cuộc sống này rồi. Có thể là các bạn đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ, vừa tình cảm, gia đình, công việc, bạn bè, tất cả mọi thứ khiến cho bạn kiệt sức và sắp kiệt sức luôn rồi đó. Và có dấu hiệu là các bạn can thiệp luôn vào cái lối sống của người khác, việc của người khác, mặc dù là họ không có cần bạn xen vào. Đương nhiên là cái việc này làm cho các bạn sẽ cực hơn rất nhiều. Khi mà họ không có yêu cầu bạn làm, bạn chúi mũi vào đó, thì cái điều này sẽ khiến họ bực bội và khiến cho những cái mối quan hệ của bạn sẽ rạn vỡ các bạn. Các bạn ghi nhớ nè, mình đừng có bao giờ mình mong muốn thay đổi ai hết trơn á. Bởi vì thay đổi người khác là mình để gây đau khổ cho chính mình thôi. Chỉ thay đổi chính mình mới hạnh phúc. Bởi vì họ có thực sự cần cái sự giúp đỡ của bạn hay không. Mà nếu cần thì bạn giúp một lần thì họ xem cái chuyện đó là cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng khi bạn giúp lần 2, lần 3, họ xem là hiển nhiên. Mà nếu bạn không giúp thì họ sẽ tâm ra quán trách, còn giận dữ mình hơn nữa. Mất luôn cả mối quan hệ, mất luôn cái tình cảm, mất luôn cái công sức mà xưa giờ bạn vun đắp cho cái mối quan hệ của các bạn ở hiện. Và có dấu hiệu các bạn luôn là một cái người mà bạn nghĩ là mình rất là cao, mình tự đề cao của mình luôn, tự cho mình là đúng, hoặc là bạn
thực sự sống bận rộn và bắt nạt người khác, bạn mang một cái dấu hiệu là rừng rực luôn á. Có thể là bạn thật sự không có thân thiện, đôi khi các bạn lại ghen tuông nữa, hung dữ nữa. Cái điều này các bạn thực sự là một cái người không có tốt, quý vị bạn cảm thấy mình giúp cho người khác được thì giúp, chứ mình đừng có vì cái giúp của mình mà gây cho cái sự đau khổ người khác bởi những lời nói hoặc những hành động, khiến cho người ta mất cái niềm tin trở vào cuộc sống và tự ti. Là cái điều này là các bạn đang làm kẻ gây rối thật sự, một người thật sự không là tốt nha các bạn. Và chính các bạn mang một cái năng lượng hình mẫu là gây bất an cho những người rụt rè nhút nhát. Ai mà rụt rè nhút nhát đứng trước bạn chắc họ khớp lắm nha. Các bạn thật sự là nên thay đổi cái điều này nha các bạn. Bởi vì có thể bạn lôi cuốn xinh đẹp này, gợi cảm đầy hôn hút, nhưng mà bạn rất nổi bật luôn, do đó bạn sẽ làm một cái áp đảo với người khác rất là nhiều. Do đó bạn phải nên kiềm chế lại, mình khiêm tốn đi các bạn. Lúa chín là lúa cúi đầu, bạn biết không? Khi mình thực sự giàu có, mình thực sự tài năng xinh đẹp, tự nó người ta biết là không cần mình phải nói đâu các bạn. Hãy cố gắng là khiêm tốn lại chút xíu ha, đừng áp đảo người khác nữa. Và điều cần thiết là các bạn phải sử dụng mềm dẻo này, kiên nhẫn nè, tránh áp đặt và độc đoán. Bởi vì khi mà bạn đem được giá trị cho người khác, bạn đem sự thoải mái mà khiến cho mọi người muốn ở gần bạn, thì khi đó tình duyên mới đến được các bạn. Còn không khó đến lắm nha các bạn ơi. Bởi vì các bạn phải tạo giá trị cho người khác, bạn đem đến niềm vui nè, sự khuyến khích động viên, thì từ đó người ta mới yêu các bạn được. Chứ còn không thì sao yêu. Ở bên bạn, bạn cứ áp đặt người ta, bạn luôn cho mình đúng độc đoán, thì bạn thao túng tâm lý rồi, ai dám ở gần các bạn nữa. Dù mình biết cái trải bài này, bạn là một người rất là nhiệt quyết nè, bạn có khả năng truyền lửa, nhưng mà các bạn hãy lưu ý nha, mình phải thân thiện hơn mới được nha các bạn. Kiểm soát là cái cảm xúc và tinh thần của chính mình, từ đó các bạn sẽ ok hơn rất là nhiều. Lá bài số 2 sẽ đại diện cho cái khao khát của bạn trong tình cảm, thì lá bài một kiếm nên đại diện cho cái điều này. Có dấu hiệu hình như các bạn đã nhìn ra lại cuộc sống của mình, để suy xếp xem cái nguồn năng lượng đến từ bên đâu. Bạn xem lại những cái suy nghĩ, những cảm xúc của mình, những lời nói của mình một cách khách quan nhất. Bạn tìm kiếm ra cái tình huống về những cái dự gây hiểu nhầm cho người khác. Bản thân bạn muốn giải quyết để sửa chữa lại cho đúng đắn nhất có thể. Bạn muốn là mình phải giữ vững cái lòng tin của mình nè, giúp cho mình vượt qua những cái trở ngại, những tổn thương khi xưa. Đây là một cái lời kêu gọi, các bạn muốn tìm về sự thật, cái nhu cầu cần sự trung thực và lời kêu gọi công lý. Bởi bạn thấy rằng đâu đó các bạn đã làm sai một cái điều gì đó, bạn gieo trồng vào trong cuộc sống bởi những cảm xúc khiến cho người khác tổn thương, để cho người ta rời đi. Có thể là bạn thấy là lúc trước mình không có nhận ra, nhưng đây là cái lúc mà cái trí tuệ các bạn được khai mở, bạn có lòng dũng cảm để đối mặt với chính cái điều này. Giai đoạn này, cái khoảnh khắc khiến cho các bạn nhìn cái thế giới từ một cái quan điểm khác hẳn luôn. Bởi vì bạn thấy là những cái gì bạn xem như xưa thì đây nó thay đổi rất là nhiều rồi. Đây là cái lúc mà trí tuệ các bạn nó thông suốt rất nhiều. Bạn phân tích lại những tình huống khi xưa để khiến cho bạn cảm thấy là mình nên cần phải đột phá nhiều hơn. Chính bản thân của các bạn cũng cảm thấy là hình như cái trong vấn đề giao tiếp giữa hai người yêu nhau, các bạn không có giao tiếp thường xuyên, và các bạn cũng không bàn bạc cái vấn đề quan trọng để cải thiện cái mối quan hệ của các bạn. Thì đây là cái lúc bạn thấy là mình nên phải cải thiện cái vấn đề này. Bạn đặc biệt chú ý về cái vấn đề trở ngại trong mối quan hệ của chính bạn. Bạn tìm kiếm sự rõ ràng hơn, trung thực hơn, mở lòng nhiều hơn để gia tăng sự thấu hiểu, niềm tin, tăng cường cái tình yêu mình hài hòa. Bạn muốn đem cái sự vui vẻ này, đem là cái sự hy vọng và niềm tin để cho cái người yêu của bạn thích ở gần bên bạn. Và nếu như các bạn học được cái kỹ năng giao tiếp mềm mỏng, đem những giá trị, lời nói im đẹp, biết lắng nghe từ người khác, biết bao dung hơn, thì tình cảm nhất định sẽ đến và sẽ bền chặt hơn rất là nhiều. Và đây là cái thời điểm bạn cũng thấy là bạn hồi phục sau cái việc chia tay khi xưa, những tổn thương đã qua rồi. Nhưng mà bạn biết là mình phải nên không đến được những cái người độc hại nữa. Nếu bạn phát hiện người độc hại, bạn sẵn sàng từ bỏ và không muốn tiến tới, bởi vì chính bạn không muốn mình là cái nạn nhân
tổn thương một lần nữa. Lá bài cuối cùng sẽ đại diện làm thế nào để bạn có được duyên nào đến với mình. Thì các bạn có lá bài King of Cup, Julie. Và cũng như cái điều khao khát của các bạn, khi mà cái Julie xuất hiện thì nó mong muốn các bạn phải có tấm lòng bao dung thực sự. Bác ái nhất, bạn sẽ nhận thấy được nhạy cảm tinh tế khi bạn thấu hiểu được người khác, bạn biết lắng nghe và bao dung hơn đối với họ. Bởi vì các bạn thấy là hình như là bạn có được cái công việc tốt, bạn có cuộc sống tốt, do đó nó khiến cho các bạn là mình đang ở trên vị trí cao vậy, mình không cần phải hạ thấp lòng của mình xuống, khiến cho bạn không trở thành lòng người bác ái, bao dung và tốt bụng. Chính cảm xúc bạn bị kìm nén rất nhiều. Khi mà bạn biết cách làm sao bạn thấu hiểu thì bạn dễ hơn trong cái vai trò bạn giúp cho người khác. Khi bạn sử dụng cái ngôn từ biết lắng nghe thì đây là cách mà bạn sẽ khiến cho cảm xúc của người khác yêu bạn, theo bạn, chứ không phải là cách bạn thao túng tâm lý người ta. Chỉ khi nào bạn học được cái kỹ năng là bình thản, bởi vì bạn quá sôi nổi rồi, do đó bạn không có tìm cái bình thản như chậm rãi hơn trong cái giao tiếp với người khác. Bạn không có muốn để cho cảm xúc mình lộ ra ngoài quá nhiều, bạn sống khá lạnh lùng. Do đó bạn nên tự tôn trọng sự ôn hòa, nó giúp bạn phát triển rất là nhiều luôn. Cũng phải điều chỉnh cảm xúc của mình để cho phù hợp hơn với đối tượng của mình. Tận dụng tốt cái vị trí các bạn để thu về cái lợi ích trong tình cảm, chứ không phải bạn lạm quyền lấy cái giàu có, lấy cái hơn người để áp đặt người khác. Từ đó các bạn sẽ không được thiện cảm người ta đâu. Và chỉ khi nào các bạn giữ được sự bình tĩnh và tự tin, biết làm chủ cảm xúc của mình, ngay cả trong những lúc tình huống sóng gió nhất, thì đây là cái điều bạn sẽ tiến gặp được cái người này. Một cái người sẽ có thể là mang cái cung nước là sông Ngư, cự giải hoặc cung bồ cạp nha các bạn. Và điều duy nhất cả trai bài muốn các bạn phải kiềm chế là cái sự tự cao tự đại của mình, kiềm chế cảm xúc của mình, biết sử dụng ngôn từ, biết lắng nghe nhiều hơn, bao dung và thấu hiểu người khác, tránh thao túng tâm lý, thì các bạn sẽ được tình yêu với các bạn. Bởi vì bạn phải nên cải thiện vấn đề này. Bạn đừng có nghĩ là mình lanh lợi, mình giỏi, ăn nói hoạt bát là tốt đâu các bạn. Bạn phải cần sự bình yên, đem lại sự thoải mái cho người khác là điều quan trọng nhất. Bạn thấy là họ, những người xung quanh bạn có muốn ở gần bạn hay không, đó chính là cái điều quan trọng nhất. Đó là thông điệp của Osho về nhắn dụ các bạn là gì. Thì các bạn có lá bài là guidance, là sự hướng dẫn. Khi mà các bạn phải tôi luyện cho bản thân của mình, nhìn ra cái phản ứng của mình trước những tình huống vào cuộc sống, tức là cảm xúc của mình, bạn nên tập trung vào cái sự đơn giản nhất của công cụ sự việc. Hãy tìm ra những cái hành động, lời nói nhằm là đem tôn vinh, mang lại cái niềm tin, hy vọng và lợi ích cho người khác và chính cho bản thân các bạn nữa. Và lá bài cũng hy vọng là các bạn phải thay đổi cái quan điểm của mình và hành động khác đi so với như khi xưa. Nếu như khi xưa bạn nói những cái lời nói tranh cãi làm tổn thương người khác, thì đây là các bạn biết là mình sẽ bao dung hơn, tha thứ cho họ, tha thứ cho bản thân của mình, chịu trách nhiệm về lời nói của mình, không bao giờ gây tổn thương cho người khác. Thì đây là cái quá trình giao tiếp các bạn đã tiến lên một cái phần rất là tốt rồi. Khi bạn có khả năng là nói ra lời nói rõ ràng nè, bạn không có đổ lỗi phán xét, bực bội hay phòng thủ cho người khác, cũng như các bạn có thể lắng nghe từ người khác, lắng nghe lời họ nói và xem họ là ai trong vấn đề của họ, thì chính cái sự hiểu biết lẫn nhau này sẽ đưa giải pháp khiến cho các bạn có sự thay đổi rất nhiều để các bạn có thể tồn tại trên thế giới này. Và cái việc này giống như là các bạn đang sống trong cái phòng tối, bạn muốn thoát ra ngoài thì các bạn hãy mang ánh sáng vào, thậm chí cái một ngọn nến nhỏ cũng được nữa, thì sẽ khiến cho cái bóng tối đó tan dần đi. Khi bạn có cái ngọn nến, bạn biết cánh cửa nằm ở đâu, bạn không cần phải suy nghĩ là cánh cửa nằm ở đâu nữa. Lúc này bạn không cần phải mò mẫm hay là bạn sẽ sợ bạn đâm bức tường nữa. Duy nhất bạn thấy là bạn đứng dậy và đi ra ngoài. Bởi bạn biết là khi bạn thấu hiểu được bản thân của mình thì điều đó sẽ giúp cho các bạn tiến triển rất là nhiều. Và thứ ánh sáng đó là gì? Thứ ánh sáng đó chính là bạn sẽ suy nghĩ tích cực, đưa những hình ảnh tích cực vào trong cuộc sống của mình. Chỉ có tích cực thì nó mới xua tan đi tiêu cực của các bạn.
thì dần dần cái tiêu cực sẽ không xảy trong cuộc sống các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Tôi rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.